Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự leo thang căng thẳng liên triều có nguy cơ trở thành chiến tranh. Ngày 16 tháng 10, BBC tiếng Việt bình luận: Căng thẳng Triều Tiên Hàn Quốc leo thang, chuyện gì đang xảy ra, liệu sẽ có chiến tranh? BBC cho biết ngày 11 tháng 10, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái drone xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng vào ban đêm trong 2 tuần liên tiếp, làm gia tăng căng thẳng vốn đã âm ỉ trong nhiều tháng. Hình ảnh bài trên BBC. Những chiếc drone này được cho là đã rải truyền đơn tuyên truyền ở thủ đô Bình Nhưỡng. Triều Tiên gọi đây là một hành động khiêu khích, có thể dẫn đến xung đột vũ trang và thậm chí là chiến tranh, theo BBC. Sau khi đưa ra những cáo buộc này với Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 10, Bình Nhưỡng cho biết họ đã ra lệnh cho quân đội biên giới chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc phủ nhận việc điều khiển drone đến Triều Tiên, tuyên bố sẵn sàng đáp trả và cảnh báo rằng nếu sự an toàn của công dân nước mình bị đe dọa, đó sẽ là dấu hiệu cho sự kết thúc của chế độ Triều Tiên. Vẫn theo BBC, sau đó vào hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã phá hủy một phần của hai con đường nối liền Hàn Quốc, thể hiện phần nào lời đe dọa trước đó. Ngày 16 tháng 10, Triều Tiên tuyên bố 1,4 triệu thanh niên nước này đã đăng ký nhập ngũ hoặc quay trở lại quân đội. Những sự kiện này là những động thái mới nhất trong chuỗi hành động đáp trả qua lại giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. BBC nhận xét, căng thẳng giữa hai nước đã lên đến mức cao nhất tính trong nhiều năm trở lại đây, kể từ khi ông Kim Jong-un tuyên bố vào tháng 1 năm 2024 rằng Hàn Quốc là kẻ thù số 1 đối với chế độ của ông. BBC dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên vào ngày 14 tháng 10 cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp người đứng đầu quân đội, các lãnh đạo quân sự, các bộ trưởng an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như các quan chức hàng đầu nước này. Tại đó, ông Kim đã thiết lập phương hướng hành động quân sự tức thời và giao cho các quan chức thực hiện hoạt động răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ. BBC dẫn lời người phụ trách quan hệ công chúng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung-yoon nói rằng Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích quy mô nhỏ như các vụ nổ nhỏ trên các con đường liên triều. Sau lời nhận định của ông Lee, trên các con đường mang tính biểu tượng Gyeonggi và Donghae đã lập tức xảy ra những vụ nổ. BBC cũng cho biết sau vụ nổ, quân đội Hàn Quốc nói rằng họ đã khai hỏa ở phía biên giới của mình để thị uy. Họ cũng tăng cường giám sát Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng các màn ăn miếng trả miếng qua lại giữa hai miền Triều Tiên cho thấy cả hai bên đều không muốn rút lui trước. BBC dẫn nhận xét của giáo sư Kim Dong-yuk từ Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul cho rằng không bên nào muốn nhượng bộ vào thời điểm này. BBC cũng dẫn nhận định của giáo sư Kang Dong-wan từ Đại học Đông A ở thành phố Busan, Hàn Quốc nhận định: Tôi không nghĩ tình hình sẽ leo thang lên mức độ chiến tranh. Triều Tiên đang tận dụng việc đối đầu quân sự để củng cố đoàn kết nội bộ. BBC nhắc lại về mặt kỹ thuật, hai miền bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì họ không ký hiệp ước hòa bình. Khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, việc thống nhất với miền Nam luôn là một phần quan trọng trong hệ tư tưởng của miền Bắc kể từ khi thành lập nhà nước, mặc dù điều đó ngày càng xa rời thực tế. Điều này đã thay đổi khi ông Kim Jong-un từ bỏ việc tái hợp với miền Nam vào tháng 1 năm nay. BBC lưu ý, ông Kim đã đưa Triều Tiên đến gần hơn với nước Nga dưới thời Tổng thống Putin, khiến cho ông càng mâu thuẫn với Mỹ và phương Tây, những đồng minh của Hàn Quốc. Mối quan hệ lâu dài của Triều Tiên với Trung Quốc có thể nói là đồng minh quan trọng nhất của nước này cũng trở nên quan trọng sống còn đối với họ. Vino đã hết lộng hành. Ngày 15 tháng 10, Facebooker Chu Hồng Quý đặt câu hỏi trên trang cá nhân của mình. Vingroup đã hết tiền chi cho lực lượng truyền thông cỏ. Thời báo chấm D giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Truyền thông cỏ của Vingroup là một lực lượng du kích đánh lén mà dân gian quen miệng gọi là Vino. Đó có thể là cán bộ nhân viên trong tập đoàn Vingroup hay là khách hàng, đối tác tin cậy của Vin, cũng có thể là những người yêu nước bằng tình cảm cuồng loạn u mê. Hình ảnh status trên Facebook của tác giả Chu Hồng Quý. Cách đây vài năm, khi tôi đăng loạt bài viết để vạch trần canh bạc đốt tiền của Vingroup bằng kế hoạch đầu tư xe điện VinFast ở Singapore, thực sự chỉ là hình thức chuyển tiền ra nước ngoài theo kế hoạch
tàu chìm, chuột chạy, cũng như các bài viết của tôi để chứng minh xe VinFast là xe Singapore lắp ráp linh kiện hàng chợ từ tàu Mao, rồi cả những bài viết chỉ rõ số lượng xe VinFast bán ra mà họ công bố là khai khống, bịp bợm. Mặc dù tất cả các bài viết đều đầy đủ chứng cứ thuyết phục mà không ai có thể cãi lại câu nào, nhưng lực lượng truyền thông cỏ của Vin vẫn lao vào chửi bới, mắng nhiếc vô căn cứ, không lý lẽ phản bác và thả hàng trăm phẫn nộ vào mỗi bài viết như thế. Còn ngày nay, khi cách đây vài hôm, tôi đăng một bài viết về lỗi của xe VinFast. Trong bài viết này có 356.902 lượt xem bài viết, 652 chia sẻ và 3.142 thả cảm xúc. Với bài viết thì chỉ có 5 người thả phẫn nộ, còn lại hàng ngàn người khác thả like, thả tim hay mặt cười. Hình ảnh anh Đặng Nguyên Long, người đòi đốt xe VinFast và thư ngỏ trả lời của VinFast. Trong 1.470 bình luận ở bài viết này thì chỉ chưa tới vài chục người ủng hộ Vin, tính ra là khoảng 1%. Trong đó có một bình luận đáng giá nhất của một ông em đại gia là bạn bè thân thiết, CEO của một tập đoàn lớn. Em tôi nói một câu ngắn gọn, súc tích, đầy tính biện chứng Marxist-Lenin. Người còn đủ thứ lỗi, ốm đau, tật nguyền nữa chứ là xe. Đây là comment duy nhất có lý trong số ít ỏi các bình luận có cảm tình với Vin. Em tôi quá thông minh. Phải chăng là Vin đã hết tiền trả cho lực lượng tuyên truyền viên hay họ thay đổi phương thức truyền thông? Giờ cũng không thấy họ mét công an nữa. Khi VinGroup hết tiền, kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài càng diễn ra ráo riết hơn. Việc huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu qua 3 đợt trót lọt để cung cấp cho VinFast Singapore nằm trong kế hoạch chuyển tiền đó. Khi nghiên cứu các vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử, ta thấy những gì mà VinGroup làm hôm nay chẳng khác gì các hoạt động của các phù thủy tài chính vài chục năm về trước. Hình ảnh hàng ngàn xe VinFast nằm ở bãi California, Mỹ vì không bán được. Chúng ta đi sau thế giới hàng trăm năm, đó là cơ hội để tiếp thu kinh nghiệm từ nhân loại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thằng hầu theo sau xe ngựa của một lão nhà giàu hà tiện. Bình luận dưới bài viết này, Nick Nguyễn Cao Cường cho rằng chuẩn rồi, ni lông phong bạc cho nhà nát, nhà nước, đổi lại bằng đất đai. Vịnh Vương, Vượng Vinh cũng là con cáo khi biết không thể sống mãi với chú phỉnh, chính phủ. Mang 100 triệu đô về sau 20 năm có 2 tỏi là con buôn đẳng cấp rồi. Cũng ở phần bình luận, tác giả đưa ra thêm nhận xét cho rằng VinFast có vua chống lưng, nhưng vua không có khả năng tác động đến quyết định mua xe của khách hàng. Dư luận đánh giá về VinFast trên các nền tảng mạng xã hội là một trong những cơ sở để người có tiền quyết định mua hay không mua xe VinFast. Được biết, VinFast đã liên tục báo lỗ từ khi thành lập vào năm 2017 đến nay. Năm 2023, VinFast báo cáo lỗ ròng là 18.300 tỷ đồng, xấp xỉ 2,4 tỷ USD. Trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 vừa qua, VinFast thừa nhận lỗ gộp lên đến 224 triệu USD, biên độ lợi nhuận gộp âm lên đến 62,7%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Vino đã hết lộng hành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.